Thông tin từ tỉnh Lào Cai ngày 19 tháng 3, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai vừa ra văn bản hỏa tốc yêu cầu tạm dừng thu phí cả hai chiều đối với trạm thu phí không dừng của dự án xây dựng đường nối cao tốc Nội Bài Lào Cai với thị xã Sapa theo hình thức hợp đồng BOT trong thời gian đóng đường từ ngày 14 tháng 3 đến ngày 10 tháng 4. Theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai, nếu quá thời gian trên mà chủ đầu tư vẫn không đảm bảo điều kiện vận hành an toàn, thông suốt cho tuyến đường này thì phải tiếp tục dừng thu phí cho đến khi tuyến đường tỉnh lộ 155 đảm bảo điều kiện vận hành bình thường. Sau khi hoàn thành các hạng mục liên quan và đảm bảo điều kiện vận hành an toàn của tuyến đường, doanh nghiệp cần có báo cáo cụ thể, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai sẽ tiếp tục cho phép thu phí theo quy định. Nối cao tốc Nội Bài Lào Cai lên thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai được xây dựng trên cơ sở nâng cấp tỉnh lộ 155 và xây mới một số cây cầu, trong đó có cầu cảng Móng Xến với trụ cao nhất Việt Nam. Tuyến đường này làm lễ thông xe vào tháng 9 năm 2023 và chính thức thu phí không dừng từ ngày 7 tháng 2. Đến gần đây thì Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai yêu cầu tạm dừng thu phí. Đây là tuyến đường song song với quốc lộ 4D, đường cũ từ thành phố Lào Cai lên thị xã Sapa, giúp rút ngắn hành trình từ thành phố Lào Cai lên Sapa khoảng 7 km, tránh được nhiều khúc cua nguy hiểm, nhất là đoạn qua dốc 3 tầng.